Trời, và livestream này các chị mình có thể gộp đơn với lại bài livestream vừa rồi của em luôn ha. Mình có thể là gộp đơn cho em từ 509 trở lên để không tốn thêm tiền vận chuyển đâu. Em sẽ hỗ trợ cho mình là 100% cái phí ship cho đơn hàng từ 600 luôn, 509 luôn. Còn đơn nào mà dưới 600 thì em sẽ hỗ trợ một phần thôi nha. Cũng rẻ lắm, các chị cứ yên tâm đặt hàng. Rồi, mẫu đầu tiên của em đây cũng còn có một cái thôi hả? Đó, hàng độc lạ với chị nha, độc lạ nó có một hai cái thôi. Nên em sale cho mình luôn. 99k váy đầm mặc size M. Size M nha các chị nha, eo 70 72 giúp em là ok vừa nè. 1245. 1245 các chị nha, còn đúng một cái size M luôn. Eo chị nào 70 72 là ok mặc đẹp nha, 70 là vừa, 72 là tính luôn cả co giãn rồi á, là vừa hết luôn là eo 72. Còn eo 70 là các chị mặc cho nó còn thoải mái nữa nha. Rồi em sale luôn 99k. Chào chị Trinh Trinh nè. 58kg không vừa. Em còn có cái size M thôi, 50 thôi. 50 đổ về cho em nha. 1245 sơ mi. Ủa, đã mất tiêu rồi. 1245 sơ mi các chị yêu nha, sơ mi lụa đen hoa đỏ nè, màu xinh ha. Còn có một cái size M thôi hả? Chốt luôn, chị nào chia sẻ like cho em rồi thì được mua với cái giá tiền là 99k. Còn chị nào chưa chia sẻ like thì coi như không chốt được, tại này hàng lẻ, hàng nào nhiều á không chia sẻ like vẫn chốt với cái giá không sale coi như là 270-300 gì đó. Còn đây có một cái à, em ưu tiên cho chị nào chia sẻ like luôn. 99.000 đồng 1245 size M cho em nha. 1245 size M các chị yêu nha, size M, 50kg đổ về giúp em, eo 70 đổ lại nha. 1245 nè, đó 99.000 đồng, dễ thương không? Sơ mi lụa nha cả nhà ơi, ai chưa có cứ lên đơn giúp em nè, 99k luôn nha, 99k luôn. Chị nào thích thì cứ đặt hàng cho bên shop nha. Có chuyên viên hỗ trợ tư vấn size cho mình nha. 1245. 1245 kèm số điện thoại giúp em, 99.000 đồng. Một hai bốn năm kèm số điện thoại cho em nha. 99k nha cả nhà, size này size M nha, size M một cái thôi. Chị nào lấy thì comment cho shop để các bạn bên em còn liên hệ cũng như là tư vấn size cho mình rồi mới giao hàng được nha. Chị Duyên em chào chị Duyên ạ. À, nhưng mà không có size 2X rồi chị Duyên ơi, em còn size M thôi. Size M là 50kg độ về chị, tiếc quá không có. Đây nè, size M nè. Em 68 thì mặt nó hơi rộng như vậy thì em có chị tầm 72 độ về nha, là ok nha. 1245 còn đúng một cái à. Rồi em coi cái khác nha. Đây còn nhiều mà, nãy giờ chưa có mặc hết đâu. Like trước mình có muốn à, mình muộn cái mẫu nào bây giờ muốn coi lại thì nói em nha. Còn không thì em sẽ lên tiếp những cái sản phẩm nào mà em chưa có kịp mặc nè. Rồi đây, 1284. Cái váy này thì em lại còn size lớn. Đó, lẽ size thì hên xui ha. Đây là 1284. Để em kiểm tra coi. 1284 cái này thì em còn size 2XL nha. Eo 84 luôn. 1284 cái váy này eo cũng 84 đổ về cho em luôn. Còn size 2X ạ. À, em xem 139k đi. 139k cho mình luôn. 1284 váy lụa xòe tay nhúng hai bên, giảm còn 139.000 đồng. Đó, tay nhúng hai bên. Để size lớn mấy chị nha, size 2X 57-65kg vừa. 57-65kg là mặc vừa cho em luôn. Chị nào chưa có cứ lên đơn đặt hàng. 1284. 1284 chất lụa các chị nha, 57-65kg vừa nè. Em chào chị à, chị Thư bé nha. Rồi nhớ chia sẻ like cho em ạ. À, nhớ chia sẻ like cho em các chị yêu nha. Nên em giảm cho mình còn trăm, hôm nay giảm còn 139, quên, 139.000 đồng các chị yêu nha. 139k, chị nào chưa có thì cứ lên đơn cho shop. Để sau. Đợi em xíu các chị nha. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em là ok nha. Chị nào chưa có cứ lên đơn đặt sớm giúp em ha. Em chừa hàng chừa size giảm giá cho mình luôn.
1284 nha cả nhà, 1284 kèm sim thoại cho em nha. Sale còn 139.000 đồng size 2XL. Chị chia sẻ rồi em nhé. Rồi em chào chị Mai Hoàng, chào chị Hiền luôn. 1284 nha cả nhà, còn size lớn nhất em sale cho mình luôn, 139k, 57-65kg là mặc vừa nha. Cho cái này là em hết size nhỏ rồi. Để mấy chị coi nè, em hết rồi, em đang mặc là cái size to luôn, chứ vậy là còn mà em giấu chị hết trơn á, còn cái size lớn thôi hà, 57-65kg mới vừa nha. Thì chị nào chưa có cứ lên đơn đặt sớm nhé, để em chừa hàng chừa size cho mình luôn. Mã số sản phẩm kèm sim thoại cho em là ok nha. Rồi đem qua mẫu khác các chị yêu nha, 1284 em chỉ còn cho mình là size 2XL nha. Rồi bây giờ em sẽ qua một cái váy ôm nè. Một cái váy ôm xương các chị nha. Một cái váy ôm xương kim tuyến màu đen. Cái này là vừa lấp lánh và vừa co giãn cho mình luôn ha. Vừa lấp lánh vừa co giãn nè. Về cho em là vừa nha. Đây là 1303 nha cả nhà ơi. Kim tuyến lấp lánh màu đen nè. Đầm kim tuyến màu đen ha. Chất này là Ataxi kim tuyến, vừa co giãn vừa lấp lánh luôn. Ủa nó mất tiêu cái comment của em, đợi em xíu nha. Hàng chị em nói sao không? Em chưa thấy chị khách nào comment. Đâu mất tiêu rồi. Đợi em chút nha. Xin shop. Rồi đây. À 84 cho chị Hoa Trương nè. Chị Phạm Hiền mua nhiều rồi mà cứ xem lại mà là lại mua mười mấy cái rồi đó. Em cảm ơn chị Phạm Hiền ạ. À, chất liệu em đang mặc là chất Ataxi kim tuyến á chị, Ataxi kim tuyến. Còn hay là chị hỏi cái vừa rồi, cái vừa rồi là chất lụa chị nha, cái vừa rồi là chất lụa. Còn cái em đang mặc là chất Ataxi đó, nó nhiều chất lắm. Nhưng mà nói chung là cái nào cũng êm hết trơn á. Chỉ có là cái nó co giãn, cái nó hông, rồi à cái nó lấp lánh này kia thôi ha. Chứ cái nào mà cũng êm hết trơn á. Em sale cái này cho mình luôn nha. Để em coi cái này sale nhiều. Đây là 1303. 1303 nè. Ôi có 179k thôi hà. Mà cái này co giãn đó mấy chị. Cái này của em còn full size luôn. 70kg mặc vừa váy của em nha. Bảy mươi ký mặc vừa váy của em các chị yêu nha, hôm nay sale luôn còn 179.000 đồng mà 70 mặc được luôn. 68-70kg gì đều ok hết, co giãn dữ dội mấy chị thấy không, co giãn rất là tốt ha, mà nó còn lấp lánh được cơ. 1303 nha, trong live mấy chị thấy nó bình thường thôi chứ ở ngoài nhìn nó xinh hơn, ở ngoài đẹp hơn nha mấy chị. Ôm xương kim tuyến màu đen, 1303 kèm số điện thoại cho em, nay sale còn 179.000 đồng thôi, là trong thời gian em live stream nha, tức là ưu ái trong live thôi. Còn khi mà em tắt live rồi thì coi như là không có chuyện xảy ra hết, tắt live là về giá bình thường 350 nha. À 300 khi em tắt live nha, còn khi mà cái chị mua tại cửa hàng á là 350 đã, 179k bây giờ thôi, 179.000 đồng. 179k các chị yêu nha, chị nào chưa có cứ lên đơn nè. Để em chút nha. Rồi 179k các chị yêu nha,
Đầm ơn kim tuyến màu đen cái chị yêu nha. Cái này em size lớn nè. Mấy cái khác mà nãy giờ em có mặc bà like vừa rồi với bà like này, mà nãy giờ em giới thiệu mấy cái kia 65 độ về thôi. Chị nào size lớn hơn thì có thể chọn thử cho mấy cái váy này. Có mà hơi hiếm, 68-70kg vẫn có nha. Nhưng mà nó chỉ có cỡ tầm là 3-4-5 mẫu thôi, còn lại đa số là dưới 65 hết. Đó nên chị nào thấy có size mình là mình đặt liền ha. 179k thôi. 1303 cái chị yêu nha. Bông đèn đen đầu tiên, bông đèn đen đầu tiên. Cái này hả chị? Đây hả, chị hỏi cái này hay sao ạ? Cái váy này là váy suông nè, đúng không? Nếu mà đúng thì chị ok cho em biết nha. Hay là chị hỏi cái này em mặc đồ like, hay là chị hỏi nãy em mặc đồ lai hay cái này, hay không biết mình hỏi cái nào. Nếu đúng cái váy này rồi thì chị ok cho em một tiếng nha, để em giới thiệu cho mình luôn. À đúng rồi ha, cái này là váy suông. Đây là váy suông có tới 3 màu lận nha. Em cho chị coi luôn 3 màu rồi chị chốt lại thích màu nào ha. Đây là lá xanh nè, đây là hoa vàng nè, còn đây là hoa nâu nè. Có tới 3 màu lận nha. Màu cái mẫu này xinh lắm, màu nào cũng đẹp hết trơn á. Đây em có hoa nâu đó, và cùng form, ba cái là cùng form cùng giá tiền. Giờ mình chỉ cần lựa hoa thích thôi. Hoa nâu nha các chị yêu nha, hoa nâu nè, màu này nhẹ nhàng nhất nè. Hoa vàng với lại lá xanh thì hai cái màu này nó sẽ thuộc về cái tông là trẻ hơn chút, mặc lên cho nó trẻ, mặc lên cho nó tươi á, hợp với mùa Tết. Thì hai cái màu này là lá xanh với hoa vàng, còn cái hoa nâu là thiên về cái tông nhẹ nhàng nhã nhặn đó. Chị thích màu nào em giới thiệu luôn. Hoa xanh thì em có mặc rồi. Ba màu đó chị thích màu nào nói em nha. Rồi còn em đang mặc đây là mã số 1303 nè. Cái váy này co giãn tốt ha, eo 90 các chị mặc được, hoặc là 70kg các chị vô tư cho em luôn nha. Đang sale còn 179.000 đồng thôi, 179k. Chị nào chưa có cứ lên đơn cho em nè, 179 nhá. Đầm đuôi cá 1270 còn không em? Dạ còn. Còn nhưng mà không biết nó còn size gì nè, để em chút nha. Em còn 3 size á chị, em hết size M ha, không biết chị mặc size nào. Nếu mà mặc size M là xui, không còn nha. Còn size khác thì em còn. Đây, em còn 3 size, không biết có size gì trong đó không. Em còn size L, size XL với size 2X. Đây nè, mẫu chị hỏi là 70 là cái này nè. Còn 3 size chị ơi, em chưa có lên, đợi chút em mặc cho chị coi nha. Còn cái đen kim tuyến của em đây á là 1303. 1303 em đang sale chỉ có 179 thôi hả? 179.000 đồng thôi. Chị nào chưa có cứ lên đơn cho em nha. 179.000 đồng. Ai chưa có cứ đặt sớm giúp em nha cả nhà ơi. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em là ok nè. Rồi trong thời gian chờ đợi chị Kim Chi nói cái màu chị thích thì em sẽ giới thiệu luôn cái 70 cho chị khách này hỏi nha. Đây là 1270, em còn 3 size L, XL và 2X, 50-65kg mặc vừa. Đuôi cá các chị nha, 50-65. Đó, đa số là còn size lớn. Cái váy này chủ yếu là size XL với 2X thôi. Size L còn đúng 2 cái là em hết, M thì hết sạch rồi nha. Nên em sale 139.000 đồng luôn. 139k cho các chị yêu luôn nè. 1270, 1270, 139k nha cả nhà. Rồi ai chưa có lên đơn giúp em luôn. Đuôi cá, đuôi cá màu xanh ha, đuôi cá xanh cổ đính ngọc trai nè. Mẫu này dễ thương lắm, nhẹ nhàng dễ thương, ai cũng mặc hợp luôn. Giá rẻ 139k, 1270 cho em. 1303 à, chị Tâm lấy cái đầm đen vừa rồi của em. Ok chị, cái này coi giản dịu lắm, 70kg mặc được luôn nha. Ai size lớn thì có thể thử cái váy đen này của em. Rồi cái đuôi cá của em là 1270 nha, nó chỉ có 3 size thôi hả, mà chủ yếu là còn size lớn á. Size L chỉ có 2 cái là em ngưng luôn. 1270 kèm số điện thoại cho em nè. Xe 139k, 139.000 đồng nha cả nhà. Chị nào chưa có cứ lên đơn ha. Ba cái váy xương kia em chưa thấy chị khác hồi âm em là thích cái nào. Thêm mặt đại nha, em mặc thử cái hoa nâu nha. Cái lá xanh em có mặc qua rồi, em chưa đi chị trả lời thích cái màu nào hơi trong ba màu. Thêm mặt đại cái này trước ha, cái này em chưa có mặc nè. Dạ 1270 của em là chị đang mặc luôn. Đuôi cá nè 1270 đây. Giá tiền 139k, chốt trong like nha. Tắt like về 300 nha cả nhà. Chị nào mua chậm có nó tăng lại 300 á. Giờ mua thì em chia sẻ like cho em rồi, nó chỉ có 139 nè. Hai cái giá nó khác nhau hoàn toàn luôn. Giữa chia sẻ like và không chia sẻ like là hai cái giá nó quá khác luôn mấy chị ơi. Tranh thủ vô chia sẻ để chốt giá sale nha. Rồi em lên váy suông. Váy suông chất này chất satin, cũng gọi là hàng hiếm đó mấy chị. Satin lụa, satin chất phi cũng được mà chất satin cũng là nó nhé. Đây, đây là 1312. Đối với cái em váy này thì các chị có thể mặc hai kiểu luôn. Một là mình mặc suông rộng giống như em nè. Đây là em đang mặc suông rộng nè, 1312. Rồi em còn full size nhưng mà mỗi size chỉ có cỡ tầm 20-30 cái thôi nha.
gần hết rồi, 159k. Đây các chị coi nha, đầu tiên các chị mặc siêu rộng nè. Đó, váy này eo 988 độ về cho em là vừa nha. Còn hôm nào thích đổi kiểu thì cột cái dây này lại cho em, nó sẽ thành cái kiểu là ôm eo. Đó, mặc hai kiểu cho em luôn. Xanh hoa nâu này là 1312 nha. Xanh hoa nâu 1312 em sale cho mình luôn. Có 159 mà mẫu mới về luôn, mới tinh luôn. Mẫu mới tinh của đợt hàng này luôn. Có full size cho mình từ 40-67kg luôn. Không không chỉ size chuẩn mà cái này nó còn co giãn lên được tới 67 luôn đó mấy chị. Tại vì nó rộng á, nó rộng ha. Eo 88 độ về cho em nha. Eo dưới 88 là mặt đẹp cho em nè. Mặt rất là êm luôn. Chị nào chưa có lên đơn cho shop nha. Ai chưa có mình lên đơn cho em nha cả nhà. 1312 nha, đầm suông. Đầm suông 1312 nè, em giảm còn 159 thôi hả, rất là xinh. Màu nhẹ nhàng, nhã nhặn, chị nào thích nhẹ nhàng thì không thể nào bỏ qua cái màu này được. Xanh xanh hoa màu nâu nâu nè, có phối hàng đúc phía trước ha. Phía sau thì em may có dây cột eo nè, đó mình cột trước cột sau gì cũng được, cái gì là dây rời nha. Mình muốn cột ở đâu cũng ok hết. Giá thì hôm nay em đang sale chỉ có là 159 thôi, 159k váy của em luôn. 1312 chúc cho chị Tường Vi nè. Chị Rosa Nguyễn chúc 1312 váy của em nè. Rồi có luôn. À chị Huyền Linh ơi, đầm em mặc thì em đang sale chỉ có 159 thôi đó chị. Chị thích cái váy này thì lên đơn sớm giúp em nha. 159k full size cho mình, 65 hoặc là 67 được luôn. Tại vì em mấy cái dáng nó hơi rộng rộng. Em đo lên cho mình là eo được 88. Đó thì chị nào eo trong khoảng đó thì cứ đặt hàng thôi. Giảm còn 159.000 đồng, 1312. 1312 kèm số điện thoại giúp em, 159k. Rồi xong em chuyển mẫu khác được chưa ạ? Nhiều đầm đẹp lắm em chưa có mặc hết đâu. À, em sẽ lên cho mình coi một em váy cái váy sọc trắng này ha. Em lên cái sơ mi sọc trắng chưa có mặc nha. Đây nè, nhiều đầm dễ thương lắm nha mấy chị ơi. Mình thích cái nào thì nói cho em biết nha, để em giới thiệu. Còn không em sẽ lên ngẫu nhiên nha. 1312 là váy suông của em nè. Mặc suông rộng cũng được, mặc thành ôm eo chỉ cần cột cái sợi dây này vô là xong nè. 159 thôi, 159k. Nhưng mà phải mua trong like mới được tính. Tắt like là không tính đơn nha. Tắt like về 300 rồi. Rồi. Đây bây giờ em qua cho mình coi một cái váy suông ha. Một em váy suông suông cổ sơ mi nè, sọc trắng. Sọc trắng này là 1301. Em có hai màu cho các chị lựa chọn ha. Phía sau đây có sọc đen nữa nè. Hay nhưng mà nó khác mã. Nó khác mã số nên là em sẽ mặc riêng nha. Rồi. Rồi, váy em đang mặc đây là 1301 các chị yêu nha, 1301. Nay em sale 179 nè, còn 3 size. Em còn 3 size là size M, size XL và size 2X, L77 hả chị? L77 thì cái nào cũng được hết trơn á chị Điệp ơi. L77 cái nào cũng được, em mới mặc qua chị cũng mặc được. Rồi cái em đang mặc đây chị cũng mặc được luôn. Vậy cái số đo em thì rất là dễ nha. Quan trọng là mình thích cái kiểu nào thôi. Chứ với cái số đo L77 của chị thì cái nào em cũng có hết trơn á. Quan trọng thích hoa nào, kiểu nào nha. Chưa giờ em cũng không biết mình thích cái như thế nào á. Mình thích kiểu sao mình nói cho em luôn. Hoa to, hoa nhỏ, form ôm, form xòe gì đó nói em luôn nha. Rồi đây mẫu này là 1301 nè, có size luôn. 65kg độ về cho em nha. Sơ mi sọc trắng 179k, còn 3 size M, XL và 2X. Nên em giảm 179. Bình thường bán 300 lận nha. Giá like bình thường là 300, hôm nay like xả hàng 179.000 đồng luôn. Sọc trắng này mặc sang nè. Đó, chị nào thích sọc trắng có sọc trắng luôn. Thích sọc đen có sọc đen nha. Sọc đen chúc em giới thiệu sau nha, khác mã số. Em mặc là sọc trắng nha cả nhà. Nay sale 179, 179k nè. Đúng rồi chị yêu ơi, nhớ chia sẻ like cho em 3 lần thì mới chốt đơn được nha. Chị Duyên Trần lấy váy của em 1301 size 47kg, có size M luôn. 1312 2X dùng đơn như chị Tú Anh có luôn nè, cái mới mặc qua nha. Rồi bây giờ là 1301, sọc trắng sơ mi nha. Sọc trắng sơ mi chất này là chất thun Mỹ. Hôm nay sale 179k, mã số là 1301. Đó, nhanh tay giúp em nha. Tại vì nay nó cũng lẻ size rồi. Size L là em hết nè. 4 size thì hết một size L rồi. Size M cũng chỉ còn mấy cái thôi là em ngưng luôn. Đa số là em còn size lớn nha. Em giảm cho mình còn có 179 thôi hả. 179k trưa ngày hôm nay luôn. Chị nào thích thông tin đặt lại cho shop nha. 1301 nè. 1301 cho chị Thảo Thi ạ. À. Chị à,
Chị Như Ngọc, chị 53 ký mặt được không em? 53, 53 chị cho em xin thêm cái chiều cao với cái eo nha. Để em coi coi là chị mặc size nào. L thì hết nhưng mà XL thì em còn. Đó, em chưa có chọn size cho mình được đâu. Cho số ký không nó cũng chỉ là tương đối thôi hả? Em cần thêm chiều cao, cân nặng, eo luôn thì mới chọn size được nha. 1301 sơ mi sọc trắng của em đây. Cái em đang mặc chị 54 ký mặc hợp không? À, mặc 54 tuổi hay 54 ký chị? 54 ký thì em có size của mình đó, 5 tuổi, 54 tuổi cũng hợp luôn. Nói chung là bên em thời trang trung niên rồi nên là chị cứ vô đây là đúng shop rồi. Mình thích cái màu nào mình cứ lựa thôi, chứ bên em thời trang trung niên nha, chứ không phải thời trang trẻ, thời trang tuổi teen đâu mấy chị. Thời trang trung niên, thời trang quý bà đó. Sọc trắng 2X cho chị Nguyễn Phượng nè, có đơn luôn. 65 kg độ về cho em nha. Sơ mi sọc trắng là 1301. Sơ mi sọc trắng 1301 nha cả nhà. Em sale còn nè, 179k thôi. Rồi tiếp tục bây giờ là sẽ qua thêm một em váy nào đây ta. Em nhiều đầm quá, không biết cái chị thích cái kiểu như thế nào để em lên luôn á. Thôi mình thích cái nào mình nói đi em, để em dễ lên hơn nha. Chứ giờ em đánh mò em không biết cái chị thích cái kiểu như thế nào luôn á. Thôi để em lên một em váy hoa nữa nha. Rồi đây, lên tiếp một em váy hoa cho mấy chị xem thử nha, coi ưng không nè. Em này là em này là con suông đuôi cá đi. Suông đuôi cá này em đang sale có 139 thôi. Có điều là cái form nó hơi nhỏ một chút. Cái váy này các chị tăng lên một size nha. Váy này các chị tăng lên một size giúp em. Eo 80 đổ về là đẹp. Giá tiền 139k. Giá tiền 139k váy của em nè. Eo dưới 80 là đẹp nha. Đẹp ok, vừa là eo dưới 80 á. Trên là chật nha. Rồi em sale 139 thôi. 139.000 đồng. Chất này là chất châu tôn. Vải này cũng khá là mới. Chất châu tôn. À không, không có co giãn chị. Co giãn là em đã tăng ký được rồi, nhưng mà cái này không có co giãn rồi. Chất liệu châu tôn không có co giãn nha. Sọc đen hả chị? Sọc đen cũng giá đó luôn á. Sọc đen cũng bằng sọc trắng luôn á. Nhưng mà em chưa có mặc, tại vì hai cái mã nó khác nhau. Em sợ mặc lần một lần giới thiệu một lần với chị hay bị lộn, nên là em mặc riêng nha. Chị thích sọc đen hay sao ạ? Thích sọc đen thì em giới thiệu cho mình nè. Cứ cả đơ, cả đơ. 01 cho chị Thanh Xuân nè. Váy suông hoa đen trắng hả chị? Váy suông hoa đen trắng. Ủa, em có cái nào suông hoa đen trắng không ta? Em có cái váy đang mặc nè, là suông, đây là suông đuôi cá nè. Còn suông hoa đen trắng, em không có suông hoa đen trắng rồi. Em có suông hoa vàng đây. Em có cái này là suông hoa vàng thì ok, có suông hoa vàng. Còn lại mấy cái khác là xòe không hả? Xòe thì mới có đen trắng chị yêu ơi. Còn cái này là suông nè, thì xanh hoa. Đuôi cá xanh hoa này được không? Sale 139k luôn. 139k váy của em nha. Chị Phượng lấy cái sọc trắng. À thiếu mã số, chị Phượng cho em xin cái mã là 1301 chị Phượng ơi. Sọc trắng là 1301 chị yêu nha. À, rồi. Sọc trắng thiếu mã số, cho em xin mã số chị yêu nha. À chị Kim Chi thích cái sọc đen luôn đúng không? Rồi ok, vậy sao cái này đem lên sọc đen cho mình coi. Đó, mình thích cái nào mình nói em luôn. Cái màu sắc, cái hoa văn luôn. Em mặc lên cái cho nó đúng ý của mình, cho nó dễ ha. Như em đang mặc đây là suông đuôi cá nè. Đầm suông đuôi cá 139k. Tiếc là cái váy này em chỉ có size 60 độ lại thôi. Nhà váy này nhớ tăng một size. Bình thường các chị mặc size gì thì cái suông đuôi cá này của em 1298 này nè, tăng lên một size cho em nha. 1298. Em sale còn 139.000 đồng luôn. Chất này là chất châu tôn nha cả nhà. Form suông đuôi cá nha, form suông đuôi cá 1298 139k. Nhớ tăng một size khi mua váy của em nha. À, chị Kim Chi, suông đền đen bông. Suông đền đen bông là cái nào chị Kim Chi? Em không có biết mình hỏi cái sản phẩm nào để mà em đọc cái mã số đó chị. Như cái này là suông hoa vàng thì chị chỉ cần comment cho em là suông hoa vàng là em sẽ biết mình hỏi cái này để em đọc mã liền. Còn suông đền đen bông thì em có mấy cái suông lận, em không biết mình hỏi cái nào. Chị ơi cho em xin cái màu sắc vô cho nó dễ nha. Em sợ lỡ mình hỏi cái này em trả lời cái khác là chết quớt luôn á. Rồi satin, à satin là 1301 1312. Đây satin, comment cho em cái mã em vừa thay ra xong. Cái satin này là em vừa mặc qua xong nè. Đây chị yêu ơi, satin hano mới mặc qua. Chị nào lấy satin hano đặt giúp em 1312. Đó, em chỉ sợ mấy chị đặt không có mã số là các bạn không chốt đơn được thôi. 1312 vừa thay ra tức thì luôn. Suông Hano nha, Suông Hano 1312. Còn em đang mặc là 1298. Đó, xong cho em qua mẫu khác nha. Em lên cái sọc đen đi, có chị khách hỏi sọc đen đúng không? Lên sọc đen nha.
xương đuôi cá của em xong chưa ạ? Đuôi cá xanh hoa là 1298 nhé. Các chị đặt ngay cái lúc em đang giới thiệu á thì nó sẽ dễ hơn ha. Tại biết hồi nữa qua 15 phút sau mấy chị hỏi lại cái em cũng không có nhớ cái mã đó mã gì luôn. Nhiều quá không nhớ mã nào luôn. Rồi sơ mi. Sơ mi sọc đen. Sơ mi sọc đen mã số là 1291, giá cũng là 179 bằng với cái sọc trắng. Sọc đen cũng là 179k bằng với sọc trắng luôn. Hay là chị Kim Chi hỏi cái này ta. Đây hỏi chị xuông lá xanh, đây đúng không? Nếu mà cái này chị ghi giúp em là xuông lá xanh nha, còn cái này là xuông hoa vàng. Đó, để phân biệt thôi, tại vì nhiều khi mã mấy chị khách không có nhớ. Đó, họ lại giúp em xuông hoa vàng là biết cái này liền. Còn đây là xuông lá xanh, đó em biết liền nha. Rồi đây, sọc đen em mặc 1291, sơ mi sọc đen. Sơ mi sọc đen 1291 cái chị yêu nha, bằng giá tiền với sọc trắng là 179k luôn. Sọc đen được cái là nó nhiều hơn sọc trắng nha, sọc đen còn full size. Sọc trắng lại hết size L thì sọc đen em có full size nè. Rồi, sọc đen full size 65kg độ về cho em nha. 1291. 1291 kèm số điện thoại cho em có 179 nè, mà full size luôn. Đó, chất thun Mỹ bằng với giống với lại cái trắng luôn nha. Rồi chị vậy đó xong có để em mặc, để em chút xong có để em lên cho chị coi luôn, để em xíu nha. 2 phút. Mỗi đầm em mặc tầm 1-2 phút là em qua mẫu rồi ha. Chị Kim Lan lấy cái 1312 với 1298, ok chị luôn. Rồi chị Kim Chi lấy cái sọc đen của em ha. 1291 là sọc đen 70kg không vừa chị ơi. 70 là có cái đen hồi nãy em mặc cái mà, cái đen kim tuyến á chị. Cái đen suông này nè, đây nè, 1303 kim tuyến này nè chị yêu nha. Thì nó mới vừa, nó co giãn nó mới vừa. Còn cái của em là 65 đổ về thôi ha. Còn không thì em có hai cái kim tuyến này mới về. Đầm ôm có tay với một cái đầm ôm cổ đổ không tay thì vừa chị nha, 70kg thì có. Còn em mà không có rồi chị ơi, cái của em 65 thôi nha. 70 có mẫu khác nha, 70 có mẫu khác. Rồi 1291 là sơ mi sọc đen nha. Đầm em mặc đẹp, cảm ơn chị yêu nè. Mua chưa, có cái này chưa? 1291 nha, sơ mi sọc đen đẹp rẻ, đẹp mà rẻ nữa, có 179 thôi hà. 179k full size nha cả nhà, 65kg độ về cho em nha. 40-65kg mặc vừa luôn, mã số là 1291, sơ mi sọc đen, tặng kèm cái sợi dây cột eo, cột cũng được, không cột cũng được, nên là tùy mình phối thôi. 65kg độ về cho em nha. Nhà, chị thích cái mẫu này thì em không có sai rồi. Cái này em sợ căng dữ quá, nó không có còn ra cái form suông á chị. Với lại cái chất này nó cũng không có co giãn nhiều bằng cái kim tuyến kia. Cái kim tuyến kia mới được nha, còn này không được chị ơi. Giá sale hôm nay 179k nha, 65kg độ về cho em. Khoan đi hàng đúng không? Rồi ok, để có gì em nói các bạn dùng đơn nha. Bây giờ em qua mẫu khác nè. Đây, em lên luôn cái suông hoa xanh cho chị khách coi nha. Suông hoa xanh thì suông hoa xanh này thì em cũng đang sale rất là rẻ luôn. À cùng với lại cái mẫu này là cùng với lại giá tiền của cái satin hano vừa rồi á nha, 159 nè. Đây cùng kiểu cùng form, cùng kiểu ha, cùng kiểu cùng form luôn. Khác cái hoa vàng chút nha. Rồi em mặc là 159 nè. Mẫu này cũng là eo dưới 88 luôn. Form này em may dạng suông rộng, đây là cái chị nào 67kg độ về là ok. Eo dưới 88 mặc vừa cho em nè. Đây là một trong những cái form gọi là form to nha, form to. Eo dưới 88 cho em nha, đầm suông lá xanh này mặc trẻ nè. Màu sắc thì nó tươi tươi nên là nó trẻ ha. Nay em sale với giá tiền là 159 các chị yêu nha, 159k. Mặc suông rộng cũng được, xong rồi mình đổi kiểu mình cột cái eo lại cũng được nè. Rồi chị Nguyễn Phượng, à không, là lấy cái sọc đen không lấy cái sọc trắng đúng không chị? Rồi ok, để em coi các bạn coi có lên đơn chưa nha. Hoa vàng, hoa vàng là cái hoa vàng hả chị? Hoa vàng nào ta? Hoa vàng hoa vàng size M còn không. Hoa vàng em không biết chị hỏi cái hoa vàng này, đây là cái nền vàng hoa cam hay là chị hỏi cái này nền đen lá vàng với cái váy này nè. Còn cái này đầu tiên á là cái vàng hoa cam chị nha, cái này full size. Cái lá vàng này cũng có full size luôn, không biết chị hỏi cái nào ha. Em mặc thì cũng full size nè, em mặc cái này 159k được cái full size. Không chỉ full size mà còn tăng lên được tới 67kg mặc vừa luôn. Eo 88 độ về cho em là ok luôn, ghê chưa?
Eo 88 đổ về cho em là ok luôn nha. Đây là chất vải mềm mát đi ha, với chất liệu mềm mát cho mình luôn đi. Rồi, eo 88 đổ về cho em chị yêu ơi. Chị nào size lớn chút xíu nào, mấy cái kia không vừa để chọn cho em cái này ha. Nãy giờ mấy cái chất khác mà không vừa, chọn cho em cái chất này nha. Em đang sale với giá tiền chỉ có là 159.000 đồng thôi. 159k váy của em nha. 1311, em mặc đây 1311. Chất này êm lắm. Không phải nó có co giãn đâu, mà là do cái form nó suông rộng ha, mới tăng lên được eo 88. 1311 kèm xếp thẳng giúp em ạ. Hôm nay sale còn 159k nha cả nhà. Chị nào 70kg á, em mặc cái này cho mình coi nha. Cái này 70 thì ok, còn cái này của em thì không được ha. 70 có cái kim tuyến mới về xinh lắm nè, đợi chút xíu mặc cho mình coi luôn. 1311, 1311, 159k nha. Em chốt cho chị Kim Chi nè, 159 nè. Mẫu này form rộng, eo dưới 88 mặc vừa cho em ha. Chị cúp chút 1311 luôn, 59kg mặc vừa chị Trần Như ơi, vừa luôn. Đầm này to, không phải co giãn mà là đầm này form nó rộng, nên là chị nào eo dưới 88 mình cứ đặt cho em nha. Dưới 65-67kg mình đặt hàng cho em cũng được. 159k, 159.000 đồng nha. Form xuân, form xuân 1311 nha cả nhà. Rồi bây giờ em sẽ qua cái đầm kim tuyến này cho mấy chị coi ha. Chị nào size lớn á, em có cái kim tuyến này là ok vừa nè. Kim tuyến này của em hôm nay có size tới 70kg mặc được luôn. 1331 đầm ôm. Đầm ôm kim tuyến vừa về hàng của shop em nha, rất là xinh. Có may sẵn ngực cho mình nè. Đây, cái mẫu này em có may sẵn ngực cho các chị yêu nè. Mẫu này nhìn nó cũng cực kỳ xa nhã nhặn luôn. Chị nào cũng hợp với cái tông màu này hết trơn á. Chị Huấn lấy cái 1311 luôn. Nhung cổ vuông, nhung cổ vuông. À cái nhung xòe hả chị? Phải chị hỏi cái nhung này không? Đây nè, đây đúng không? Nhung xòe. Đây là cái này ha, đúng cái này không chị? Nhung mà nhung xòe thì em có cái này nè. Với hai cái nhung ôm, chỉ có ba cái nhung thôi nè. Vậy chắc cái này rồi. Chúc em mặc cho chị coi nha. Giờ em lên cái kim tuyến này trước cái đã. Kim tuyến của em đây là 70kg mặc vừa nè. 1331 cái chị yêu nha. 1331 nhung kim tuyến. 133 à cái đạn phải nhung em quên, chất Atashi kim tuyến. 1331 nha, Atashi nhũ kim tuyến cho mình. Vừa co giãn vừa lấp lánh là phải nhớ ngay tới cái chất này luôn. May kiểu là dán ôm cho mình nè, có sẵn ở ngay cái phần ngực áo cái chị yêu nha. Này mới luôn, mẫu mới nha. 70kg mặc vừa cho em ạ. Đầm này chị nào size lớn mặc được nè, coi thử giúp em ưng không chứ hiếm lắm. Chị nào 70 á, ít mẫu lắm cho nên là thích cái này là chốt liền. Mấy cái khác ít mẫu không không phải cái nào cũng vừa đâu nha. Từ giờ đến cuối live chắc cũng chỉ có mấy mẫu là 70kg thôi hà. Đa số em dưới 65 thôi. Cái này 70 vừa nè. Đó, thích là phải đặt liền, không thể nào bỏ qua nha. Có 299k cho cái sản phẩm kim tuyến này luôn. Vải này thị trường người ta bán ít nhất phải từ 400 rồi trở lên. Bên em bán 299k cho khách luôn. Nhớ chia sẻ like cho em để chốt đơn nha. 1331 váy kim tuyến các chị nha. Kim tuyến có tay nha. Tại vì đợt này em về hai cái kim tuyến lận. Đợt này về hai cái kim tuyến, cái có tay, cái không tay. Cái không tay trong này nè, không tay thì cổ đổ. Em mặc thì kim tuyến có tay ha. 1331 kèm số điện thoại cho em nha. 299k. Chị lấy 1331 của em size L nhé sắp. Ok chị Phương Vi luôn. Rồi 65 hoặc là 70kg mặc vừa nha cả nhà. 70kg độ về cho em luôn nha. Chị nào chưa có cứ lên đơn ha. Em chừa hàng chừa size cho mình. 1331 nha. Đầm ôm kim tuyến. Cái màu này nó sang, màu này nó dễ mặc mấy chị ơi. Trẻ mặc cũng đẹp, mà trung niên các chị mặc nó cũng rất là sang luôn á. Đám cưới trưa chiều tối gì cũng đẹp hết mấy chị yêu ơi. Giá giảm còn 299. 1331 cho chị Lan Hương nè. Chị Thảo Lê chốt 1331 nè. Chị à, tuyết mùa đông, cái của em bao nhiêu tiền? Cái của em 299k nha. 1298132. À ok chị Kiều, hồi nãy em thấy chị có lên đơn rồi ha. Chút nữa bên em có liên hệ tư vấn, chị nhớ nghe máy nhé. 3156kg dồn đơn nè. Ok chị Thanh Tùng nè. Rồi em mặc là 1331 cái chị yêu nha. Xong cho em chuyển mẫu khác nè. Lên tiếp mẫu mẫu nào đây ta. Rồi mình nhớ chia sẻ live cho em nha. Hôm nay là điều kiện là 3 lần chia sẻ live stream thì em mới chốt đơn được á. Rồi em lên một cái váy hoa cái đã. Rồi em sẽ tua qua cái nhung này cho mình coi nha. Đó, có danh sách rồi, thích coi cái nào nữa cứ nói cho em biết để em lên luôn. Cái này đằng sau em mặc nó hơi rộng, em phải bóp cái kẹp để em thả ra cho chị coi cái đã. Mấy cái mẫu đây nó có co giãn nè, nên là đâm ra em mặc thì nó có hơi rộng một chút xíu. Đây chị coi với em phía sau lưng nè. Đây, phía sau là mây khóa kéo chị yêu nha. Do em mặc nó hơi rộng á, em phải bóp cái kẹp nên em không có quay phía sau cho mình coi.
Đây là phía sau lưng ha, phía sau khóa kéo cho mình. Nè, nó có đo giãn tới 7 chu kỳ mặc vừa lật nên size M em mặc nó cũng hơi rộng hơn bình thường luôn. Rồi đem 3 mẫu nha. 1331 cái chị yêu ơi, đầm kim tuyến mã số là 1331. Rồi ai chưa có cứ lên đơn cho em nha. Bây giờ em chuyển mẫu nè. Lên cái váy hoa nha. Váy hoa này là 1318 nè. Váy này thì đẹp, màu sắc cũng dễ thương. Đen hoa cam. Nem sale chỉ có 249k thôi. Nhưng mà cái váy này thì không có phong to, không có phong to nha. Cái váy này eo 80-82 đổ về cho em thôi hà. 1318 cái chị yêu nha. Váy hoa nâu, váy hoa cam nè, đen hoa cam. 69kg hả chị? 69. À có cho chị áo nào 69k gửi chị hai cái chị 55kg. À cái này mình phải xem like lựa giúp em chị ơi, em có mấy cái zoom size 69k cũng có ha. Zoom em có đầm kê, em có size 69 đó chị, còn đầm thì cỡ tầm là 99k chị yêu nha. Em có mặc qua nãy giờ cũng khá là nhiều quá, chị coi thử giúp em ưng cái nào chứ. Em cũng không biết mình thích cái nào để mà gửi á. Nên là các chị phải xem like lựa mẫu giúp em nha. Em sợ gửi lại không đúng ý của mình thôi. Rồi đây váy của em nè, 249. 249.000 đồng nha cả nhà ơi. Váy này là chất lụa nha, đen hoa cam nè, 1318 nè. Em chào chị Nevimo nha. Rồi váy của em đây là 1318 các chị yêu nha. Váy này thì sale nè, 249.000 đồng, em còn full size. Nhưng mà có một điều là cái eo nó tầm eo 80-82 thôi. Eo 80-82 đổ về cho em nha. 249k 1318. 1318 kèm số điện thoại cho em nha. Em chào chị Phương Nga nha. Rồi đây là 1318 mà chất lụa, váy xòe lụa cho mình. Cổ này là dạng cổ cao, không có hở. Vì nào sợ mấy cái kia nó hở quá chọn cho em cái này. Cổ này là không có xẻ quá sâu ha. Ai thích kín đáo thì chọn cái này là hợp nè. Giá chỉ có 249 thôi ạ. 1318 hàng mới luôn. Mẫu mới vừa về hàng của bên em luôn mà chỉ có 249.000 đồng thôi. Rất là rẻ nha. Còn hàng lẻ size em sẽ sale rẻ hơn chút nữa. Qua đợt sale rẻ hơn chút nữa. Này là hàng mới mà cũng sale rồi, 249k. Chị nào dưới 65kg vậy ạ? Dưới 63kg đổ hàng, đổ về đặt hàng giúp em nha. Không thì đo giúp em cái phần eo, eo dưới 80-82 là đẹp nha. Eo dưới 80-82 là đẹp giúp em ạ. 1318 kèm số điện thoại cho em nè. 1318 chất liệu vải lụa nha. Nem sale còn 249.000 đồng, đã full size. Full size, size thấy eo nó hơi bé một chút, eo 80-82 cho em. Thường thấy eo 84 ha, cái này eo 80-82 em có đo cho mình sẵn rồi. Chị nào eo dưới 82 đặt hàng nha. 1318 ạ, váy lụa xòe hai màu. Đây là màu vàng nè, màu vàng cũng đẹp, màu vàng nó trẻ hơn. Còn màu đen của em thì nó phổ biến, nó dễ mặc hơn. Thì em có về hai màu cho các chị lựa chọn. Ai thích nhẹ nhàng chọn cái đen này, 1318. Còn chị nào thích trẻ hơn thì có cái tông vàng bên này nha. Cái của em chúc cho chị size L. Dạ ok cho em xin cái mã số chị ơi. Tại vì em mặc nhiều lắm, em mặc tùm lum tùm lá hết trơn á. Nên là phải có mã số để em biết mình lấy cái nào nha. Em thay liên tục mấy chị đấy không? Đây là mấy chị mà đặt là cái em đang mặc là em bỏ tay chấm com á. Rồi bây giờ em qua cái nhung nè. Rồi chị nào hỏi em cái váy nhung đâu ha. Em có cái váy nhung này mới vừa về hàng luôn. Cái tay là cái tay phối lưới nè, rất là xinh luôn. 1, 3, 4, 3. Rồi cái đầm nhung này tay phối lưới các chị nha. Có một điểm lưu ý giúp em là khi mà mặc cái váy này, các chị nhớ mặc giúp em cái dây trong. Cái dây trong nhặt dây màu giúp em bị lộ hàng nè, thấy không? Đó, tay phối lưới này là mặc dây trong hoặc là mặc áo bên trong dạng không dây giúp em cho nó chỉnh chu ha. Rồi 1, 3, 4, 3, em có full size cho mình. Đây là váy nhung xòe hàng mới. Em có 3 cái đầm nhung thôi. Hiện tại bên em có 3 cái đầm nhung cho mình ha. Trong đó là 2 cái nhung ôm, 1 cái nhung xòe. Thì đây là cái nhung xòe nè. Độc quyền có mỗi cái này là nhung xòe đó mấy chị nha. Đó, rất là xinh cho mình. Váy nhung xòe chất liệu. À chất liệu nữa chứ, váy nhung các chị nha. Nay sale là 299. 299k váy nhung của em. Đây là tay phối lưới nè, có 3 thun. Bo tay, bo trên vai luôn, kiểu dễ thương lắm. Mẫu này các chị mặc chắc chắn là phải trẻ ra mấy tuổi luôn. Và hôm nay em sale chỉ có 299k thôi hà. 1343 nha. 1831 dùng đơn chị Thanh Tùng. Ok chị luôn. Rồi, em mặc là 1343 các chị yêu nha. Nay thì em sale chỉ có là
299k thôi. Đây là váy nhung xòe. Nhung xòe hôm nay có full size các chị yêu nha. Đứng gần nó hay bị chó đèn, cái màu đen nó hay bị vậy á. Mình nhìn xa xa đỡ giúp em nha. Form xòe, form này không dài nè, form này form ngắn thôi. Em cao mét 6 là mặc vừa tầm phủ gối nè, không có dài quá. Thường váy bên em mặc là sẽ tầm tới bắp chân của em cơ. Còn này là form ngắn các chị nha. Chị đã thích ngắn sẵn không cần phải chỉnh sửa thì chọn cho em cái này. Vừa phủ gối của em luôn. 299k nha chị à. Chị Đỗ Yến chúc đơn cho mình là 1343 váy của em nè. Không có màu khác chị yêu ơi, có một màu đen thôi. Em có duy nhất một cái nhung xòe là cái này thôi, không có màu khác chị yêu nha. Màu khác thì có đỏ ôm nè nè. Em mới về cái đỏ này cũng là dáng ôm nè. Đỏ đô nha, dáng này là dáng ôm đuôi cá. Còn đây là màu cam. Màu cam này là dáng xòe cổ vét nè chị. Là mấy cái trơn màu ha, mấy cái trơn màu của lô mới này. Còn không thì đầm hoa rất là nhiều. Đó, đầm trơn thì hơi hiếm chút. Rồi, chị nào chưa có lên đơn cho em nha. Váy đang mặc là 1343 nha cả nhà. 1343, hôm nay sale còn 299.000 đồng. 299k, chị nào chưa có lên đơn giúp em. Size M, size L, XL và 2X, 1343. 1343 kèm số điện thoại cho em. Rồi, xong bây giờ em qua mẫu khác được chưa? Hàng này nhiều lắm nên là mỗi đầm em chỉ giới thiệu được có tầm 1-2 phút lẹn qua cái khác rồi. Mặc thử cái màu vàng. Cái màu vàng xào như này đúng không? Nó giống cái cam vừa rồi em mặc hả? À giống cái đen vừa rồi em mặc đúng không? Nếu mà đúng nó thì giá cũng vậy, 249. Nó bằng với cái đen vừa rồi ha. Ok chị luôn. Rồi 65kg độ bề cho em váy đang mặc nha. Chất nhung ạ, nhung xòe. Đầm nhung xòe, tay phối lưới các chị nha. Nhúng trên này, nhúng dưới này nữa. Đó, nói chung là kiểu nó rất là xinh. Nhúng trên vai nè, nhúng cái phần tay nè. Chỉ có là mặc dây trong giúp em, chứ đừng mặc dây giống em nó bị lộ ha. 1343 kèm số điện thoại cho em là ok nha. Nhung xòe đen. Không có màu khác, chị có là giới thiệu rồi. Chị có một màu đen thôi. Độc quyền chị có một màu đen thôi các chị yêu nha. Có tặng quà gì? Có tặng quà gì là sao chị Kim Chi ơi? Em đâu có nói tặng quà gì đâu chị. Em đâu có nói tặng quà gì đâu chị yêu ơi. Đơn 600 em miễn ship nha. Đơn 600k bên em miễn ship các chị yêu nha. Em không có nói tặng quà gì hết trơn á. Rồi đây em đang mặc cho mình cái mẫu đầm này. Đây váy này là váy xòe 1317 ạ. 1317 váy này em sale 249. Giống với lại cái đen hoa cam vừa rồi không ấy chị. Đó hồi nãy em có mặc, mới mặc qua một cái đen hoa cam. Cái này giống như vậy ha, khác màu nền. Em mặc bây giờ là nền vàng nha. Nền vàng là 1317 nè. Giá thì cũng bằng với cái đen luôn. Bằng với cái đen vừa rồi em mặc luôn là 249. Khác màu. Màu này là màu vàng các chị nha. Nền vàng là 1317 nha. Nền vàng là 1317 các chị yêu nha. Váy xòe lụa nè. Cái này cũng vậy, eo 80-82 thôi hả. Eo dưới 82 đổ về cho em ha. Kim tuyến, mẫu kim tuyến đủ size không em? Kim tuyến à, kim tuyến em mới mặc qua hả chị? Kim tuyến có tay hả? Full size. Cái kim tuyến có tay này không chỉ full size mà 70 mặc được luôn ha. Phải cái mới mặc qua không chị yêu ơi? Cái này mới về nè. Đây full size 70kg mặc được. Cái này nó co giãn tốt lắm chị yêu nha. Mọi chị Đào ơi, váy này nè 70kg mặc ok. Co giãn thoải mái tới 70kg luôn. Yên tâm chị yêu nha. Eo 90 cũng được luôn. Còn không thì có một cái cổ lỗ chưa mặc nè. Có cái kim tuyến cổ lỗ chưa mặc nè mấy chị. Chị nào thích không tay thì có cái này ha. Cái kia có tay, này không tay. Em mặc là có tay nha. Xe lụa nè, xe lụa hoa nè. Đây sale 249 nhá. 249k bộ em đang mặc luôn. Chất này là chất lụa nha các chị. Đây vàng hoa cam. Vàng hoa cam mã số là 1317. Mẫu này eo dưới 82 cho em là đẹp nha. 58kg mặc vừa chị Kim Hương có chị yêu nha. À, để chị mua 5 cái mẫu kim tuyến. Nếu đủ size 5 cái mẫu kim tuyến là 5 cái size khác nhau hay sao chị? 5 cái size khác nhau hay sao? Có gì mình nhắn tin để các bạn có gì mình cứ để lại thông tin giúp em, để các bạn nhân viên gọi điện thoại cho nó dễ ha, cho nó chính xác luôn nha. Rồi 40-60kg mặc vừa cho em cái váy này. 62-63 luôn. 62-63kg độ về cho em luôn. Chất này là chất lụa nha các chị yêu nha. Eo dưới 82 độ về cho em là vừa nè. Rồi chị nào chưa có cứ lên đơn đặt sớm giúp em nha. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại giúp em là ok nè. Mẫu đang mặc là 1317 các chị yêu nha. 1317. Rồi tiếp tục bây giờ em sẽ qua thêm một em váy khác nữa nha. Đầm em mặc đẹp quá, chúc cho chị một cái nháy sắp. Ok chị yêu luôn ha. Đó thích cái nào mình cứ đặt cho em đi. Em nhiều kiểu lắm nha, ơn cái nào cứ nói em. Rồi bây giờ em sẽ qua cho mình một em váy. Váy nào đây ta? À em có cái vest xanh này nè. Em có cái vest xanh này đẹp nha.
mà nó lẻ size mất tiêu rồi. Chỉ còn hai size thì em sale luôn ha. Vest xanh này là 1283 nè. Đây. Em có cái vest xanh này cho mình nha, mã số là 1283. Thì hôm nay em đang sale chỉ có 299k thôi hả? À lộn, 199k thôi. 199k cái váy này của em luôn, 1283 vest xanh. Hai size này là 55 kg độ về cho em nha. Vest xanh này 55 kg độ về nè, giảm luôn 199. À size khác nhau rồi. Ok, chị lấy size nào ha, chút xíu các bạn bên em tư vấn luôn nha. Rồi, đây là 12. Em đang mặc đây là mã số 1283 nha. 1283 đầm đầm xòe. Chất này là chất tiết mưa chị yêu ơi. Cổ vest này là của lô trước. Em mang chất tiết mưa chị yêu nha. Em nói chung là cũng dày dặn đứng form cho mình, chứ nó không có co giãn được nhiều thôi. Nhưng mà được cái là vải vẫn rất là mềm nha. Dày dặn là do cái chất nó xòe phồng thôi, chứ không phải là cứng ngắc khó chịu gì đâu. Vải mặc rất là êm. Em xem 199 ạ. Giờ nó lẻ size rồi. Nè, nó có đầm mấy cái nút phía trước nè, với một cái túi ở đây ha, rất là xinh, túi thiệt luôn. Một bên túi cho mình nha, khóa phía sau lưng ạ. À, em xem 199, hết size lớn. Giờ chị nào size lớn muốn mua cái xanh này cũng không có nữa nha. Em chỉ còn size nhỏ thôi. 55 kg độ về cho em nha. Đi làm đi chơi mặc đẹp. Màu này quá dễ thương. Màu xanh này dễ mặc cực kỳ luôn. Tiếc quá với chị size lớn không vừa rồi. Em chỉ còn size M với size L nha. Cổ vest màu xanh chất tiết mưa nha. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em là ok nha cả nhà. 1283 nha. 1283 đầm xòe. Đầm xòe cổ vest nè. Dạ 55kg độ về chị ơi, tiếc quá không không có, size lớn rồi. À là chị muốn mua năm bạn mặc giống nhau đúng không? Rồi ok, vậy là chị đại diện đặt hàng là em miễn ship luôn nha. Tại vì mấy chị khách bên em cũng có nói là mình rủ bạn bè mua chung. Đơn của mình từ 600k trở lên là không tốn tiền ship nữa. Đó là đại diện mua cho em ha, để không tốn ship. Khi đó mình chỉ cần thanh toán tiền đầm thôi. Tại thường khách em là mua đồng phục mặc rất là nhiều, mua giống giống nhau á, là mặc đi chơi hay đi làm thành đồng phục liền luôn. Em có nhiều kiểu lắm, mình thích kiểu nào mình cứ nói các bạn để các bạn tư vấn nha. Rồi em mặc đây là 1283 nè. 1283 hôm nay sale còn 199k, 199.000 đồng, 65 kg độ về, à quên, 55 kg độ về cho em thôi, hết size lớn rồi. 55 kg độ về cho em nha. Chị nào chưa có cái lên đơn ạ, 1283. Rồi em lên cái mẫu mới nha. Em sẽ xem kẻ để có hàng lẻ size, hàng full size này kia cho mình lựa cho nó dễ nha. Đây cái hoa nâu này em thấy dễ thương nè, mặc đồng phục hoa nâu này cũng xinh nè chị. 1346. Em mới về à, cái nền nâu chứ. Em mới về cái váy này nền nâu rất là dễ thương. Đây. Cái màu này dễ thương nè. Em thấy các chị mặc đồng phục mà cái màu này là xinh lắm luôn á. 1346 nha. 1346. Rồi hên quá, cái váy này em có full size luôn. 1346 hôm nay còn full size các chị yêu nha. Rồi em sale cho mình. Em sale cho mình luôn là 299.000 đồng. 299k, 65 kg độ về cho em. 1346. 1346 kèm số điện thoại cho em nha. 65 kg độ về cho em nha cả nhà. À, em mặc hả chị? Em mặc mới về nè. Em mặc mới về full size chị yêu nha. Chị nào dưới 65 cứ đặt cho em nè. Màu xinh, màu nâu. Màu này lạ. Màu này hiếm lắm mới về với chị thấy không? Đâu phải lúc nào cũng về màu nâu đâu, rất là lâu rồi mới về màu nâu. Màu nâu nâu hoa của nó màu à, cam cam các chị nha. Em sale thì rẻ rồi, có 299 thôi. Hàng mới các chị mua phải tầm phải 300 mấy, 400 mấy đúng không? Em bán hàng mới thì cũng có 299k thôi. 299.000 đồng màu của em nha. 1346. 1346 kèm xét hại cho em váy xòe lụa. Váy xòe lụa cho mình đây, nền màu nâu nha. Ở trên này em có may một cái đai nè, giống như là một cái nơ giả vậy mấy chị. Thấy nó nhúng nhúng ở đây không? Nhìn ở ngoài nó sẽ đẹp hơn, trong live chắc nhìn không thấy rõ đâu ha. Do cái màu nó tối quá đó. Trong live nó bị tối á, ở ngoài nhìn màu đẹp hơn nhiều. Kiểu cũng đẹp mà màu cũng đẹp luôn. Chắc chắn nhận hàng các chị sẽ hài lòng nha. Em sale còn 299k. 1346 các chị yêu nha. 1346. Em sale còn 299.000 đồng. Size M, size L, XL và 2X nha. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em nè. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em nha cả nhà. Chị nào chưa có cứ lên đơn cho em nha. 1346.
1346 kèm số điện thoại cho em là ok nha. Nhanh tay có đơn giúp em ạ. 1346 luôn. Chị Phương Nga có đơn 1346 nè. À gộp đơn chị ha. Ok có, thấy có đơn của mình nãy rồi. Chị Hiền Trần chốt 1346 của em nè. Đây có sai luôn. 65 ký độ về cho em là vừa. 65 ký độ về cho em là vừa nha. Size M, size L, XL và 2X nha. Size M, size L, XL và 2X các chị yêu nha. 40-65kg mặc được giúp em. Ai chưa có cứ lên đơn sớm nè. Có chuyên viên hỗ trợ tư vấn size cho mình luôn. Có chuyên viên hỗ trợ tư vấn size cho mình luôn ha. Sạc thì bóng vô gì hết trơn. Rồi. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em là ok nha. Rồi tiếp tục bây giờ em sẽ qua mẫu khác cho các chị xem nè. Lên thêm một em váy. À, em váy suông ha. À rồi em để lại bên kia mất tiêu rồi. Thôi để mặc cái khác đi, sọc caro nha. Em có cái caro này cho mình cũng rất là xinh luôn. Đây, caro, caro đen nha. Em có cái caro đen này dễ thương nè. Nhưng mà có cái là cái tà, em may cái tà trước á, nó hơi ngắn hơn cái tà sau á, cái kiểu ha. Cái kiểu này em may là cái tà trước nó hơi ngắn hơn cái tà sau nha cả nhà. Nên là nó hơi trẻ một chút. Chị là thích trẻ, nó có thể chọn cho em cái váy này nha. Nay sale giảm tiền 159 thôi hà. 159k cho em nha. Cho em nha cả nhà. Đây là sẽ là mã số 1325 nha. À 1324 nha. 1324 kèm số điện thoại cho em nè. Một ba hai tư kèm số điện thoại cho em nha. Em sale cho mình luôn 159 thôi. Đây cái kiểu nè. Đó các chị coi thử giúp em cái độ dài này thôi, chứ cái đầm thì nó bình thường ha. Chất liệu ok, form dáng cũng đẹp. Có một cái là nó hơi trẻ em trước, tà trước nó ngắn hơn tà sau thôi. Đó các chị nào thấy cái độ dài này cũng bình thường thì mình có thể đặt hàng được, hoặc thích mặc trẻ gì đó thì ok luôn. Em sale rẻ 159k. À hình như em hết một size rồi. Em còn size M, size L với size XL nha. 1324 nè. Em hết size 2X mất tiêu rồi. Chị nào 60 đổ về cho em nha. 60kg đổ về cho em là ok nha cả nhà. Ai chưa có cứ lên đơn cho shop nha. Có chuyên viên hỗ trợ tư vấn size cho mình luôn. 1324 kèm số điện thoại cho em. Rồi em chào chị Mỹ Ái ạ. Chào chị Lan Ngọc luôn. Đầm của em, eo chị là eo của chị là 73 mặc size nào? À size L chị ơi, eo 73 mặc size L cho em nha. Có size vừa luôn, chị cứ yên tâm đặt hàng. Chút nữa có gì bên em liên hệ cũng như là tư vấn size cho mình sau ha. Trước mắt là em có size của chị rồi đó. Đừng quên chia sẻ like cho em 3 lần nha. 3 lần chia sẻ live stream này để chốt đơn với giá giảm luôn. Váy của em đây mã số là 1324. Váy của em đây mã số là 1324 các chị yêu nha. 1324 chất này là chất lụa nha cả nhà. Caro may cổ vest nè, khóa phía sau lưng nè. Có cái túi phía trước một túi thôi nha, một bên thôi. Nó giống cái vest xanh rồi em mặc á, là túi một bên nè. Đó, dễ thương không? 159 luôn. 159k cho mình luôn. Chị nào chưa có cứ đặt hàng cho em. 159k mã số là 1324 caro cổ vest. Caro cổ vest các chị yêu nha. Dạ à, cho chị cái của em size XL nha shop. Cái của em rồi ok chị. Nhưng mà cho em cái mã số vào với chị Hương, chị Hương Phạm ơi, cho em xin cái mã số nha. Tại vì em mặc nhiều quá cho nên là không biết mình hỏi cái nào. Bổ sung cái mã số vô giúp em nha. Mẫu em mặc đó là 1324 á chị. Comment cho em cái mã nha. 1324. Chất này là chất lụa luôn. Caro đen vải lụa cho mình, cổ vest rồi à. Khóa phía sau lưng ha. Có đúng một cái chỗ là cần phải để ý giúp em là cái tà trước ngắn tà sau thôi. Thì có đó trước để mắt con mình về mình mặc lại sao, bảo sao lại nó ngắn hơn đó mấy chị. Cái này là do cái kiểu em may nha. Rồi em lên mẫu khác nè. Lên một cái váy suông hoa vàng. Nhớ chấm bài tương tác cho em nha. Chia sẻ live stream chấm bài tương tác để em chốt đơn nha cả nhà. Rồi đây em lên cái váy suông hoa vàng nè. Cái váy suông hoa vàng này chị nào à. Đây các chị coi em may cái form rất là rộng luôn. Cái đầm này là eo dưới 88 cho em nha. Eo dưới 88 là mặc vừa cho em luôn.
Em mặc lộn size rồi, cái size này size to luôn à. Eo dưới 88 các chị mặc vừa cho em luôn ha. Chị nào size lớn có thể nghĩ thử cho em cái váy này có ưng không. Chất này là chất lụa nha, suông hoa vàng chất lụa. Rộng thanh thang luôn. Đó, 67, 68 ký mặc vừa hoặc eo dưới 88 cho em là ok vô đẹp luôn. Nem sale cho mình là 159.000 đồng thôi. Không biết em còn size gì đây. 159k nha, mã số 1315. 1315 rồi em hết size L nha, em còn size M, size XL và size 2X. Em còn 3 size nha, size M, size XL và size 2X. 1315 ạ, 159k. 159k nha cả nhà. Eo dưới 88 cho em là đẹp nha. 159.000 đồng form suông lụa, mặc hai kiểu. Mình có thể mặc suông rộng cũng được hoặc là các chị mặc ôm eo giống như em nè. Đây em đang cột cái dây phía sau lại rồi nó mới ôm eo được như vậy ha. Mã là 1315 nha. Chị mua cái này rồi. Chị mua cái này rồi ở ngoài xinh lắm. Cảm ơn chị Lê Như Ngọc ạ. Đã yên tâm khách đem nhận hàng chị nào cũng thích hết trơn á, yên tâm nha. Quan trọng là mình thích cái kiểu nào thôi chứ chất liệu thì các chị khỏi lo, chất nào mà cũng tốt hết trơn á. Cái nào mà cũng êm cũng mát hết nha. Rồi em mặc đây là một và em đang mặc đây mã số là 1315 nè. Màu này là đen hoa vàng, màu này mặc tết hợp, hoa vàng vàng là thấy tết tới nơ luôn rồi. 1315 kèm số điện thoại cho em suông hoa vàng. Không có khóa kéo nha. Cái kiểu này mình chỉ cần trồng bơ cho em thôi chứ không cần khóa kéo làm gì hết trơn á. Và mẫu này là em may suông rộng rồi, chỉ cần trồng bơ là được nha. 1315 kèm số điện thoại cho em ạ. Giá xe 159 nha. Rồi chị nào chia sẻ like rồi thì em chốt 159k nha. Chị nào chưa chia sẻ là mua 300 nha. Chưa chia sẻ là 300, chia sẻ rồi là 159. Nó có hai sự à, nó có hai sự khác biệt về giá là chị có phân biệt bên nào chị nào chia sẻ rồi hoặc là chị nào chưa chia sẻ like thôi. Chứ về sản phẩm thì không có lo ha. Cũng không có phân biệt là khách mới khách cũ gì hết trơn á. Khách nào cũng chốt đơn được miễn có chia sẻ like giúp em. 1315 159.000 đồng. 1315 159k nha, suông rộng. Eo dưới 88 á chị, cái này form ok nè. Chị nào size lớn thì chọn cho em cái này thử ha. 1315 cho em. 159k nha, tranh thủ vô sớm đặt hàng giúp em. Có chuyên viên hỗ trợ tư vấn size cho mình nha. 1315 kèm điện thoại cho em là ok ạ. À. Chị Tuyết Nga 1315 gộp đơn ok chị luôn. 159k nha, chia sẻ like rồi là 159, chưa chia sẻ like là 300. Lưu ý giúp em nha, tắt like về 300, bây giờ mua thì chỉ có 159k thôi nha. Chia sẻ có 3 lần thôi mà em giảm từ 300 còn 159 thôi mấy chị biết rồi, sale lỗ vốn luôn. Cái giá hôm nay là vừa bán vừa tặng nha cả nhà. Rồi em sẽ qua thêm một em váy khác nữa nha. Đây em có một cái sơ mi rất là xinh cho các chị luôn. Sơ mi lụa. Sơ mi lụa này hôm nay cũng lẻ size nè, sale luôn. 300 hôm nay sale còn 199. Rồi đây. Cái váy này của em là 300 nhưng mà hôm nay em sale chỉ còn có 199k thôi nha. Sơ mi lụa xanh phối họa tiết cho mình đây. 1300. Rồi sơ mi lụa giúp em nha. 1300 các chị yêu nha. Để em coi coi. 1300. Sale 199.000 đồng luôn. 1300 hôm nay em sale còn 199k cho mình nha. Rồi em hết size L. Em còn size M được 3 cái với còn lại là size lớn nha. Đa số là size lớn luôn. Size XL với size 2X đó. Đa số là em còn size XL với size 2X nha cả nhà. Còn size M thì em còn được 3 cái thôi là em ngưng nha. Là hết hàng luôn. Size L thì em hết luôn rồi. Đó, nay lẻ size chưa? Chị nào lấy thì tranh thủ đặt sớm giúp em nè. Giảm luôn, hôm nay còn 199k. 300 hôm nay em sale chỉ có 199 nữa thôi là em ngưng hàng. 65 ký độ về cho em nha. 65 ký độ lại, eo dưới 84 là ok nha cả nhà. Chị nào chưa có cứ lên đơn cho em. Mã số sản phẩm kèm xếp hại cho em là được nha. 1300. Sơ mi lụa 1300 nha. Cái chất này mặc êm mát thoải mái là mấy chị khỏi lo luôn ha. Sơ mi thì em có may có túi hai bên cho mình luôn. Đó, sơ mi này là tay lỡ, dài tới bắp chân, túi hai bên rất là dễ mặc. Đi làm đi chơi gì cũng được hết. Giá sale hôm nay là 199k. 1300 kèm số điện thoại cho em. Ủa
1300 kèm số điện thoại cho em nha. Chị nào chưa có cứ lên đơn đặt hàng nè, để em chừa hàng chừa size giảm giá cho mình ha. Mã số sản phẩm kèm xuyên khảo giúp em là ok nè, sơ mi lụa 1300. Ai chưa có mình đặt sớm giúp em nha. Nhanh tay có đơn nè, nhớ chia sẻ like cho em 3 lần để được áp dụng giá sale nha. Chị nào chưa chia sẻ like là các bạn bên em cũng chưa có chốt đơn được cho mình á. 1300 kèm xuyên khảo cho em 199.000 đồng sơ mi lụa. Sơ mi lụa xanh phối họa tiết nha. Và có một màu thôi hà, không có màu khác chị yêu nha. Rồi chị nào thích bộ sản phẩm của em thì cứ lên đơn ngay bây giờ trong đúng cái live stream này luôn. Ngay sau khi các chị lên đơn xong ha, comment xong rồi sẽ có chuyên viên liên hệ tới tư vấn và chốt hàng cho mình luôn. Thì mình chỉ cần đợi giúp em vài hôm tới là sẽ nhận được hàng thôi. Cho các chị xem hàng trước thanh toán luôn nên mình không cần lo nha. 1300 kèm số điện thoại cho em. Mỗi đồng này cũng là một cuối cùng khác là bài live stream của em rồi. Chúc các chị buổi sáng vui vẻ, buổi trưa vui vẻ nha. Và hẹn gặp lại mình vào những live stream kế tiếp của bên shop nhé. Thank you.